phiên chợ đặc sản của Lai Châu cả nhà nhá. Cô chú anh chị em có bác nào có nhờ em Cường mua cho mọi người cái gì mà vùng đất Tây Bắc này có thì mọi người cứ nhờ, em sẽ nhiệt tình hết mình thôi. Hết mình miễn sao là đã làm những này thì là phải tìm được cho mọi người cái nguồn hàng, nó phải hàng chuẩn, hàng số 1, gọi hàng 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 tốt nhất cả nhà nhá. Nên rất mong là cô chú toàn thể gia đình mình, bác nào dường như bác nào cũng phải có nhu cầu dùng những cái thực phẩm thiết yếu này, thì mong mong là mọi người là ủng hộ em nhé cả nhà nhá. Do kẹt 1 giờ cái này thì chuyên đây là một 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 thang nhá, một thang nói nhé cả nhà nhá. Cái này một thang nói này ngâm với bao nhiêu lít rượu đây, trong này nó có yêu cầu hết nhé cả nhà nhá. 18 chuỗi 15 lít rượu một cái thang thuốc rocket 1 giờ này cả nhà nhá. Đấy, toàn bộ là những cái cây củ lá quả các thứ này dùng thường ngày đây cả nhà. Ngâm với 15 lít rượu cho em. Còn cái túi to này là ngâm với bao nhiêu đây? Ngâm cũng 15 lít rượu. Đây, 15 lít rượu này. Đấy. Một là cái túi này nhỏ này 250 nghìn, còn túi to này 350 300 nghìn nhé cả nhà. Nấm hương rừng để chế biến món ăn nhé cả nhà. Cái này thì người dân xiên vào cái que cây que này 250 nghìn một một cái túi như này, túi này hình như là 5 lạng cả nhà nhá. Hoa tuy xô thì mọi người quá biết rồi, cái này thì liên quan đến cái bộ phận gan của mình cả nhà nhá. Bộ phận gan của mình cái này giải độc, mọi người hãm để uống nước cho cả gia đình, các con nhỏ cháu nhỏ các thứ uống hết cả nhà nhá. 250 nghìn một túi này. Cái lá sông hơi này mọi người nên mua này. Khi toàn bộ là những cái thành phần trong này toàn các lá tía tô, lá chê, lá bưởi các thứ trong này, sông rất tốt cho sức khỏe mùa dịch dã nhé cả nhà nhá. 130 nghìn một cái túi này. Mấy lần ấy thì chỉ nhặt nhúm hai nhúm để xong thôi chứ không phải xong hết cả đâu nhá. Sâm cao khô thì cái này là 280.000 một cân. Cái này chuyên về bổ thận trắng dương nhé cả nhà nhá. Tác dụng điều trị liệt dương do tinh khí lạnh này, yếu sinh lý này. Đấy, cái này là ngâm như cái này ngâm với là 5 5 đến 5 đến 7 lít rượu cả nhà nhá. Maca này thì dùng để ăn ngậy lắm, ngon lắm, phòng trị các bệnh liên quan đến tim mạch nhá. Maca này 300.000 một cái túi như này. Cái này là về lấy búa, phải lấy búa để đập, cái thằng này vỏ cứng kinh khủng luôn. Giả cổ lam một cái này thì để hãm nước để uống này cả nhà này. Giúp hạ huyết áp này, hạ mỡ máu, giảm cholesterol này xấu này, ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Giả cổ lam này là một cái túi này là 150.000. Một cái túi này là 150.000, cả cách dùng là cho khoảng 5 đến 10 gram giả cổ lam vào tùy theo vào ấm, thêm nước và đun sôi vào uống cả nhà nhá, 150.000. Hoa nhài cũng thế, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường này cả nhà này. Cứ uống nước bình sắc nước uống thuốc bình thường nhé cả nhà nhé, 100.000 một cái túi này. Dây lá thìa canh cũng vậy, chuyên về hạ đường huyết, nhất là những cái món lá này rất phù hợp với các ông các bà mà có cái đường huyết cao này cả nhà. Hạ huyết đường huyết này, kiểm soát đường huyết để phòng chống các điều trị đái tháo đường này. Đấy, 100.000 ạ. Bột sắn dây thì quá thông dụng rồi, như dưới xuôi nóng người ta hay dùng để pha để uống mùa hè cho nó mát này. Hình số 10, một cái túi này 150.000 nhé. Mướp đắng rừng, đây là mướp đắng rừng nhé cả nhà. Cái này 5 lạng này 180.000 nhé cả nhà nhé. Mướp đắng rừng nhé. Mướp đắng rừng này điều trị các ổn định các đường huyết, ngăn ngừa ung thư này. Có thể nấu nước tắm cho trẻ em này. Cái này là gây ức kìm hãm tế bào ung thư này. Nụ vối 170.000 một túi như này. Mướp đắng thái lát anh cả nhà nhé. Mướp đắng thái lát, rừng đáy lát, thái lát nhá. Chuyên về điều trị tiểu đường này cả nhà nhé. Bác nào bị tiểu đường thì mua này về dùng đun nước uống hàng ngày nhé. 220.000 một gói. Rồi các loại tinh dầu xả như có 70.000 một cái lọ tinh dầu xả như này. Các loại tinh dầu chứ, tinh dầu bưởi, tinh dầu xanh, tinh dầu các kiểu nhá. Sát khuẩn, sát trùng các thứ nhá. Phun nó thơm. Trà hoa nhài 120.000 một lọ này cả nhà nhá. Công dụng thanh nhiệt, giải giảm cholesterol, thúc đẩy quá trình lưu thông máu nhé cả nhà nhé. 120.000 một cái hũ như này. Hoa cúc chi cũng 130.000 nhé. Công dụng an thần dễ ngủ, nói chung dễ ngủ.
Tinh dầu xả thì hết ý rồi cả nhà nhá. Tinh dầu xả Mường Tè Lai Châu nguyên chất 450.000 một lít nhá cả nhà nhá. Có cái tinh dầu quế này thì đắt này, nhưng mà dùng nó hay, nó thích lắm này. Đấy, đắt thì mọi người biết rồi, nó chỉ 1-2 giọt là nó lan tỏa như là 400-450.000 một cái chai như này cả nhà nhá, nửa lít. Táo, táo thì có hai loại, táo đỏ và táo nếp. Táo đỏ là óc chó, quên mất, óc chó là 200.000 một cái túi ao đỏ này. Đấy, cả nhà nhá. Còn óc chó nếp là có 120.000. Kỳ tử là 400.000 một cân nhé cả nhà nhá. 400.000. Cái túi này 1 năm lạng này là 200.000 cả nhà nhá. Cao gắm đây, cái cao gắm này chuyên về gút này cả nhà nhá. Bác nào bị gút thì mua cao gắm này về dùng này, nước tinh khiết này. Người bị gút, người bị tăng nồng độ axit uric máu có nguy cơ dẫn đến bệnh gút này. Cái này cao gắm nhá. Cái này 100.000. Nụ vối à, cái này nụ vối. Hoa đu đủ đực, một cái loại thuốc kháng sinh quá thông dụng, mà cái loại này thì thực sự là 10 cân đu đủ, hoa đu đủ này phơi thì chỉ chắc được cân cân cái này hay sao, cân này phòng chống và điều trị bệnh ung thư, đặc trị cho ho, long đờm, bổ phổi, 300.000 một cái túi như này. Đặc sản Tây Bắc long nhãn xây khô 270.000. Táo đen là 170.000. Phấn hoa rừng thì 220.000 một cái túi như này, một túi này như một cân này. Hắc kỳ tử là 370.000 một cái túi này, hắc kỳ tử này. Công dụng là giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và bảo vệ cơ thể, bổ sung gan thận, sáng mắt, tốt cho quá trình dùng pha trà, uống nước bình thường nhé cả nhà nhé. Maca nấm lim, cái này là ngâm rượu nhé cả nhà nhé, 850.000 một cái cân nhé cả nhà. Cái loại này thì ngâm rượu quá tốt luôn này, điều trị các bệnh về gan, làm tăng chức năng của gan này, điều hòa. Nấm lim rừng nhé cả nhà nhé, nấm lim rừng 850.000 một cái túi như này. Dễ muốn tần là 100.000 nhé cả nhà nhé, chuyên về khả năng ham muốn tình dục thôi, 100.000 nhé. Ngọc khẩu khô là 180.000 một túi như thế. Mỗi cái túi này ngâm được 5 đến 7 lít rượu nhé, ngâm ngọc khẩu khô nhé. Hạt chuối cô đơn 170.000 nhé, hạt chuối cô đơn nhé, 170.000. Tâm sen này nhiều bác thích lắm này, tại vì uống nó uống ngủ ngon này, ngủ sâu giấc này, ngon này, lành gành đào nhé, 130.000 một túi tâm sen. Mật ong rừng đây rồi thì thoải mái nhé, cả có 400.000 một lít. Sâm cau cái loại này thì thơm, chuyên về cho các phái mạnh nhé cả nhà nhé. Là cái loại này là bao nhiêu tiền nhỉ, quên, tự dưng quên tên này. Bột sâm tố nữ, bột sâm tố nữ hôm qua chưa đánh số, chưa đánh tiền, chưa biết được đây. Bác nào lấy thì phải họ báo em nhé. 230.000 tỏi cô đơn đen nhé cả nhà, cái này ngâm với mật ong này, dùng tỏi đen này rất tốt nhé cả nhà nhé. 230.000 hết chưa. À đây, tinh bột nghệ nhá. Tinh bột nghệ thì vẫn 150.000, cái này là chuyên điều trị dạ dày các thứ đây cả nhà này. Cái thằng này thì VIP rồi, hàng VIP đắt cả mọi người nhá. Nấm đông trùng hạ thảo, và em vẫn bán cho mọi người những cái hũ em ngâm cho mọi người mật ong này. Em bán cho mọi người cứ 300.000 một cái hũ như thế nhé cả nhà. Uống cái đấy tốt lắm ấy, em thề, kể cả mọi người mua này về chỉ mấy một hôm mình uống một cốc nước nóng, pha nước nóng uống bình thường, hoặc là ngâm với mật ong, với hạt kỳ tử, với táo đỏ ngâm uống cực kỳ là thích nhé cả nhà nhá. Cái này là 1,5 triệu này, 1,5 triệu nguyên hộp này. Cái này chuyên về khớp này cả nhà, viêm khớp này, thuốc nam danh của người dao đỏ. Cái này là 130.000 một cái hộp như này cả nhà nhá. Cái này là tăng tốc vua mèo này, rượu tăng tốc mà cũng chưa biết giá này, bảy thuốc gia truyền của người dân. Rồi em cảm ơn cả nhà nhớ giới thiệu cho em nhé, giới thiệu cho em những cái đặc sản nha anh nhà này nhá. Chúc toàn thể gia đình mình một buổi tối ăn bữa cơm thật là ngon miệng, và dành cho em những nút like thật là yêu thương nhé. À, cái thằng này cũng nhiều được nhiều bác thích lắm này, trà hoa cúc đường phèn này. Đấy, trà hoa cúc đường phèn đấy, làm đẹp da, chống lão hóa, giúp sáng mắt này. Rồi em xin chào cả nhà. Em xin chào cả nhà nhá. Chào toàn thể cô chú anh chị em yêu Lan. Ngày mới chúc toàn thể gia đình mình một ngày mới thật là an lành và mạnh khỏe nhé cả nhà nhá. Thời tiết Lai Châu nó vẫn se lạnh. Hôm nay quay tối hôm ra là vẫn phải mặc áo khoác cả nhà. Hôm nay thưa với cả nhà thì lấy được một lô của bác ấy chơi. Bác ấy chơi thì nói thật ra với mọi người là
nhìn cây thì bác ấy không che nắng, không che nắng, không che mưa, không gì cả. Giờ cây thì nó sẽ là nhìn, nếu mà nhìn mắt mắt mình nhìn vào ấy thì nó sẽ không được hợp 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 mắt đâu cả nhà nhá. Nhưng mà em phải đạt cam kết với mọi người, nó khỏe cây vô đối luôn mà nó ra hoa nhá. Nó ra hoa dường như là cây khỏe thì bao giờ nó ra hoa, nó đều hoa này, nó dài hoa. Và cái thứ hai là nó lại được ăn nắng 100%, nên ra cây cái nụ hoa thì nó tím ngắt luôn cả nhà nhá. Mọi người hôm nay đừng đừng bỏ qua một cái giây nào của một cái video này cả nhà nhá. Rất mong là cô chú toàn thể gia đình mình xem thì nhớ cho em xin một nút like nhé cả nhà nhá. Chỉ cần like cho em một cái thôi, mọi người mua hay không mua thì mọi người cân đối để cho nó hợp tình hợp lý thôi. Còn mọi người đã vào kênh thì mọi người like cho em cái nhá. Rồi em mời mọi người qua chi tiết từng đơn cả nhà nhá. Đến với em thì mọi người nhá, có những cái giò nó chỉ trăm, hơn 100.000 thôi cả nhà. Có giò to, giò nhỏ, giò đắt, giò vừa tiền mọi người. Nên mọi người cứ cân đối, mình thích loại nào bắt đầu mình chốt loại đấy nhá. Hình số 4, dáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Cây thì thuần khỏe, ngon lành, cành đào nhá. 130.000 dáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Hình số 4, 130.000 cả nhà nhá. Hình số 4, 130.000. Hôm nay có một lô tam bảo sắc nó nhỏ nhỏ xinh xinh đẹp đẹp để cho các bác mới tập chơi đây. Dáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 5 130.000, hình số 5 130.000 nhé cả nhà nhé. Nói chung là mua giống thì nó cũng quá tội rồi. Nhưng mà đây là những cái cây nhỏ, cây em chăm nó nhỏ nhỏ mới đầu nó yếu cây, bây giờ chăm nó khỏe. Có những cái giò thì vẫn ra nụ bình thường như giò này chẳng hạn. Hình số 3 100.000. Hình số 3 100.000 dáng hương tam bảo sắc Lai Châu nhá cả nhà nhá. Dáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Mọi người lưu ý cho em nhá. Tất cả cái gì thế, tất cả các mặt hàng thì đâu đó mọi người mua mọi người phải cân đối. Cân đối là có nghe tiền nào thì của đấy cả nhà nhá. Hình số 2 cũng 100.000, hình số 2 100.000 nhá cả nhà nhá. Dáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Cây khỏe, ngon lành, canh đào rồi. Về chăm để nuôi kiểu như nuôi con lợn con để cho nó lớn dần lên để chơi cả nhà. Chồn Lai Châu, cây nó còn xiên qua cả giá thể đây rồi. Hình số 6 130.000 chồn Lai Châu nhé cả nhà nhé, 130.000. Đây chẳng qua này những cái giò này vợ hôm nay tự dưng nhặt ở đâu chứ, ở trong vườn mình. 130.000 hình số 6 chồn Lai Châu 130.000. Em nghĩ hôm nay những cái giò này mọi người là chốt là rất hợp lý, rất đẹp luôn, vừa vặn với túi tiền. Đây, chồn nguyên bản hôm qua có bác bao nhiêu bác hỏi, có mới 2 cây chồn mà bao nhiêu bác hỏi đây này. Chồn Lai Châu nhá, vẫn đang nụ như cả nhà nhá. Cái thằng này chồn nguyên bản bóc từ rừng đâm ra là chưa biết mặt bông đâu cả nhà nhá. Về có thể mình mọi người bắt mặt bông cho em. Hình số 1 180.000, hình số 1 180.000 cả nhà nhá. Hình số 1 180.000 chồn Lai Châu. Đây này, ví dụ như thời tiết Lai Châu thì mọi người nhìn này. Trời bên ngoài này, đây. Trời bên ngoài nó cứ âm u. Đâm ra là không có gió này, không có gió mà trong vườn mình mà không có độ thoáng thì cây nó hay bị thối nhũn và độ ẩm nó cao nó hay bị thối. Đâm ra là rất mong là mọi người nhé, cái mùa tầm này bắt đầu mầm non nó lên là mọi người phải đặc biệt chú ý cho em. Chú ý là phun thuốc đầy đủ để có qua cái vụ mưa này là xong là thành công cả nhà nhá. Vườn em và bản thân em có nghĩa là kinh nghiệm em thì em chỉ dùng mùa mưa em chỉ dùng tháng này. Phun cứ tháng em phun 2 lần, bắt đầu giáp mưa, bắt đầu là bây giờ là em phun cứ đều ấy. Và thứ hai là mọi người mà có vôi bột ấy, vôi tôi bột ấy, mọi người rắc quanh vườn cho em, rắc các vườn cứ cầm vung lên các kể cả vào các giò lan các thứ vẫn ok, vẫn chuẩn nhé cả nhà nhé. Để nó kháng đấm, kháng bệnh nhé cả nhà nhé. Càng độ ẩm cao thì vi khuẩn, vi nấm nó càng phát triển nhé cả nhà nhé. Zidomin Go, đấy Zidomin Go và một lọ B1 và một lọ kích dễ đấy em. Đây là ba cái sản phẩm em đã dùng 10 năm nay rồi cả nhà nhé. Chỉ có ba cái loại này là cây lan nó phát triển nhé cả nhà nhé. Ba loại này thì em bán cho mọi người là 180.000, cái thằng này 80.000 này, còn hai lọ này 100.000 nhé cả nhà. Đấy 180.000 mọi người có thể là mua ghép đơn vào cho em cũng được nhé cả nhà nhé, hoặc là bác nào gần hiệu thì ra đấy mua tùy mọi người nhá. Hoa đu đủ đực cả nhà nhé. Hoa đu đủ đực thì mọi người biết rồi, chuyên đặc trị về phòng và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, ho các thứ đây cả nhà. Hoa đu đủ đực nhé cả nhà, một loại kháng sinh cực kỳ cao. Hoa đu đủ đực này, một cái túi này là 300.000 cả nhà nhé, một túi này là 300.000. Bác nào muốn uống mật ong rừng chuẩn thì đến gặp em.
400.000 một lít cả nhà nhé, 400.000 một lít. Nhà em bán bao nhiêu năm nay rồi. Tinh dầu xả cũng vậy cả nhà nhé. Tinh dầu xả nguyên chất Mường Tè Lai Châu là 450.000 một lít cả nhà nhé. Cao này, cái rượu xoa bóp này thực sự là tác dụng, thực sự là có 100.000 thôi nhưng mà tác dụng. Tác dụng nha, ông bà bố mẹ cứ mua thử mà dùng. Chai sâu răng 100.000. Cái này thì là một gọi là tái tạo tế bào phổi này, giúp hệ hô hấp mình nó tốt, nó kháng lại các Covid nhé cả nhà nhá. Đây là mật ong rừng ngâm với đông trùng hạ thảo và nấm kỳ tử và nấm và táo đỏ, tự tay em làm để cho gia đình dùng, em thấy tốt em giới thiệu cho mọi người 300.000 một lít. 300.000 một hũ này. Cái này em bán bao nhiêu cho bác thì mọi người mua, cứ mỗi buổi sáng mọi người uống thực sự là tuyệt vời. Còn là cái hũ này là mật ong rừng ngâm với tam thất hoang. Đấy, hôm em vừa lấy một lô tam thất hoang về. Còn đâu là bắt đầu em lát em ngâm mật ong. Cái này thì là 500.000 một cái hũ này cả nhà nhé. Mật ong rừng ngâm với tam thất hoang. Rồi, tiếp tục đến lan rừng cả nhà nhá. Quế tím của người chơi nhé cả nhà nhá. Đấy, hôm nay em bảo em lấy được một lô của người chơi. Đây, bác còn rắc hết vui lên trên này này. Quế tím hình số 21 150.000, hình số 21 150.000. Nguyên cái chậu đã xịn sò rồi cả nhà nhá. Nhưng mà em thấy nó còn giống nhãn đấy, chứ không phải. Em hỏi bác thì bác bảo là quế, nhưng mà em nhìn thấy giống nhãn, giống hoàng nhãn đấy. Giống hoàng nhãn chứ không phải quế. Nhưng mà thôi, bác cứ bảo quế thì em cứ bảo quế thôi. Đây, ví dụ như cây này thế, nhìn như hoàng nhãn luôn. Nhìn như hoàng nhãn mà đang có nụ đây nhá cả nhà nhá. Quế đang có nụ đây cả nhà nhá. Em nghĩ là cây này đúng là hoàng nhãn này. Hoàng nhãn tháng 4 thì phải. Hình số 20-200.000. Hình số 20-200.000. Hình số 20-200.000 nhá. Quế tím nhá. Đây, cây này là tam bảo sắc này. Bác cái trồng lẫn lộn đây nhá, của người chơi nhá. 200.000 quế tím. Sơn Thủy Tiên Lai Châu. Trời ơi, có cái nụ này tím ngắt luôn này. Tuyệt vời luôn cả nhà nhá. Đấy, nụ ấy của người chơi nhá. Đấy, người ta trồng rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Không phải nghĩ, thật sự nhìn những cái chậu này. Sơn Thủy Tiên Lai Châu hình số 15-250.000. Hình số 15-250.000 nhá cả nhà nhá. Sơn Thủy Tiên Lai Châu hình số 15-250.000. Nụ tím ngắt 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 nha cả nhà nhá. Nụ tím ngắt nhá. Đây, đẹp chưa? Năm canh trắng ý ngọc đây nhá, của người chơi nhá cả nhà nhá, của người chơi nhá. Năm canh trắng ý ngọc. Hình số 17, hình số 17 200.000, hình số 17 200.000 nhá, năm canh trắng ý ngọc nhá. Hình số 17 200.000. Đẹp quá, tôi xuất sắc. Nói chung là các bác chơi các bác tỉ mỉ mà các bác có ít đấy, các bác tẩn mẩn là các bác chăm nó tốt mà nó nhìn nó rất đẹp cái giò lan thì thấy. Hình số 16 200.000, hình số 16 200.000 nhá. Năm canh trắng ý ngọc nhá. Không tiếc nhá cả nhà. Hôm nay bác nào cứ chốt đi. Nghe em nó thật sự luôn. Lấy được cái lô của người chơi này không phải là đơn giản đâu cả nhà. Đây, nụ nha. Gia báo Lai Châu toàn cây đẹp này. Gia báo Lai Châu nhá, gọi là cẩm báo nhá cả nhà nhá. Hình số cẩm báo Lai Châu hình số 19-270.000, hình số 19-270.000 nhá. Cẩm báo Lai Châu nhá cả nhà nhá. Tuyệt vời. Cẩy to chưa? Đấy. 270.000. Hôm nay bác nào chốt được là chốt. Thích là chốt thôi. Không phải lăn tăn. Đây, chồn Lai Châu hình số 31-230.000. Chồn Lai Châu hình số 230.000. Đây, nụ đây. Của người chơi nhá, người chơi chơi người ta thuần, nụ đây. Đấy, cầy nào đang cầy 3 nụ, 4 nụ, 5 nụ. Tổng chỗ này rơi vào tầm 5 nụ cơ mà. Đấy, chồn Lai Châu nhá. Nhưng mà hơi mưa ấy một tí, bác cái trồng vào cái chậu to lắm quá, đâm ra là vận chuyển mọi người nữa. Cổng cẩy về thế. Hình số 18 cẩm báo. Hình số 18 cẩm báo 230.000. Hình số 18 230.000. Nói chung là em cứ mua được hợp lý, hợp rẻ thì em lại bán cho mọi người rẻ. Đâm ra mọi người không đi đâu mà thiệt luôn, em thật vào kênh em thật sự luôn. Em nói thật là có hôm trước em đi lấy cái giò, mới cái giò cẩm báo kia lấy cao hơn thì ví dụ như cái giò đấy em còn bán 250.000. Như đây, ví dụ như những cái giò này lấy được rẻ hơn một chút thì lại bán cho mọi người rẻ 230.000. 230.000 một cái giò to vật này đấy. Nó thực sự là
mà đi lấy được rẻ thì lại bán cho mọi người rẻ thôi, không có cái gì mà phải. Nhưng chỉ mong là mọi người phải ủng hộ em nhiều thôi. Kiếm tiền vu, chả biết kiếm tiền vu hay kiếm gì, em còn chưa của bác cái chồng thuật, bác cái chưa ra hoa đâu, chưa ra hoa đâu. Nhìn phê, nói chung là chậu này phê, cái chậu này thì nó mục rồi, vì mọi người có thể là sang cái chậu mới cho em, đặt cả cái chậu này vào cả nhà nhá. Kiếm nhìn như kiếm lô hội vậy, kiếm lô hội hay sao. Hình số 8 250.000, hình số 8 250.000. 250.000. Đâu cũng bán được cả nhà. Cứ lấy hợp lý được là bán cho mọi người hợp lý. Giá hương tam bảo sắc Lai Châu. Đây. Chả giấu gì mọi người đây. Nó tím tím líp luôn nhá. Nó tím líp luôn, nụ nó tím líp luôn. Đây nhá, em tính sơ sơ 1 2 này. 3 này, toàn tím hết. Đấy, cứ ăn nắng mà cây, em phải nói nhá, em phải nói trước nhá. À đây, nhìn bộ rễ này, mọi người biết là thuần lâu rồi. À, mọi em phải nói trước nhá, nhìn về cây nó không được mướt mát, không được xanh mướt, hay là nó sạm cây, nó chấm cây, nhiều con trùng nó đốt nó chấm cây chứ không phải nó bị bệnh nhá. Nhưng mà nó cực kỳ là ra điều hoa và nó khỏe như cả nhà nhá. Giá hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 22 200.000, hình số 22 200.000 của người chơi nhá cả nhà nhá, của người chơi nhá. Tuyệt vời. Hôm nay sẽ là một hôm nổ đơn này. Chắc chắn sẽ nổ đơn, em khẳng định, tại vì mọi người đã giới thiệu như thế mọi người phải biết rồi. Huyết nhung, huyết nhung. Đây của người chơi nhá. Và còn có một nụ, đang có một nụ thì phải, đây. Có một nụ nhá, về ngắm hoa luôn. À, huyết nhung nhá cả nhà nhá. Hình số 29 205.000, hình số 29 205.000 cái loại này thì cực kỳ là ít người có nha cả nhà nha. Huyết nhung 250.000, hình số 19 29, hình số 29 250.000 cả nhà nhé. 250.000 huyết nhung. Trồng vào chậu sứ rất đẹp. Đây. Vẫn có mặt bông của huyết nhung đây cả nhà nhá, đỏ đẹp tuyệt vời nha cả nhà. Thơm nở cực kỳ là bền cô chú nhá. Đấy, tất của người chơi, tất của người chơi, người ta ra chơi nhé cả nhà nhá. Hình số 30 huyết nhung nhé cả nhà nhé. Huyết nhung rất ít người có. Hình số 30 170.000. Hình số 30 170.000. Đấy. Có xứng đáng một cái 170.000 không cả nhà. Đấy. Cứ mua được rẻ là bán rẻ thôi. Không có gì là phải sợ là thiệt cả nhà. Kiều vàng Lai Châu. Trời ạ, cái thằng Kiều vàng Lai Châu em phải nói, nó hết nước chấm, toàn nụ tím ngắt này. Nó rơi vào tầm gần 20 nụ nhé cả nhà nhé. Gần 20 nụ Kiều vàng Lai Châu. Đây, dễ thì bắt đầu nó bám rồi nhá, bắt đầu nó bám ở dưới nhá cả nhà nhá. Tất cả đều nụ nhá, rơi vào tầm 20 nụ, 20 nụ cả nhà nhá. Toàn nụ như này rồi, nở đều tăm tắp luôn cả nhà nhá. Kiều vàng Lai Châu hình số đâu? Hình số 7 400.000, hình số 7 400.000 nhé, Kiều vàng Lai Châu. Có duy nhất một giò thôi. Cái giò này mà không mua thì không còn cái giò nào để mọi người có thể chọn lựa được nữa. Đây. Tuyệt vời chưa? Độc lạ dị, không có đi đâu nhá. Đẹp chưa? Có mới hai ngồng nữa đấy. Đó là Hải Bắc, Hải Vân Bắc nhé cả nhà nhá. Cái loại này thì nó bán theo tép cơ, đắt nhé cả nhà nhá. Đắt loại này hoa. Hoa thì nó nở được tầm đôi tháng cả nhà nhá, đôi tháng nhé cả nhà nhá. Hải Vân Bắc hình số 10 200.000, hình số 10 200.000 Hải Vân Bắc nhé cả nhà nhá. Mặt hoa đây nhá. Đấy, cái này về mọi người vẫn chơi được đến tầm tháng rưỡi 2 tháng nhé cả nhà, vừa nở xong cả nhà nhá. Vẫn chơi được tháng 2 tháng nhé cả nhà nhá. Hải Vân Bắc. Hải Vân Bắc cái này thì bắt đầu đang có mèo ở đây. Đây có một mèo đây nhá. Cứ mới một mèo là nó có hai nụ vậy. Hai cái bông như thế nhá cả nhà nhá. Đấy, mèo đây, mèo nụ đây nhá cả nhà nhá. Hình số 12 200.000, hình số 12 200.000. Hình số 12 200.000. Hải Vân Bắc. Về chuyển cho em sang cái chậu nào cho nhìn nó xịn sò hơn nhé cả nhà nhá. Hải Vân Bắc. Đấy, có một mèo nụ hình số 11 200.000, hình số 11 cũng 200.000 nhé cả nhà nhá. Loại này thì đắt đấy, không phải đơn giản đâu. 200.000. Đều có mèo nụ nhé, hôm nay chọn hết có mèo nụ cho mọi người. Có mèo nụ này, có mèo nụ này. Đấy. Hình số 9 200.000, hình số 9 200.000. Lai Châu bắt đầu đang mưa rồi cô chú ạ. Hải đuôi công của người chơi. Hải đuôi công chuẩn bị hoa, chuẩn bị hoa. À, rơi vào tầm đây. Đang có mèo nụ nhá, đang có mèo nụ rồi. À, nằm trong kẽ này. Hải đuôi công thì cực kỳ tuyệt vời, năm ngoái em bán cực kỳ là nhiều. Hình số bằng 13 200.000, hình số 13 200.000. Hải đuôi công nhá cả nhà nhá. Cái này của người chơi. Đây.
trồng rất vạ vật nha. Phi điệp vàng cô chú ơi, phi điệp vàng nha. Trời ơi, bác ấy vứt ở ngoài mưa đây. Vứt ở ngoài mưa thì thôi rồi nhá, phân dê các thứ đính thì thôi, cầu kỳ hết tí nhá. Phi điệp vàng tuyệt vời, phải đẹp tuyệt vời nhá cả nhà nhá. Hình số 32 270.000, hình số 32 270.000 kiểu vàng là phi điệp vàng Lai Châu. Phi điệp vàng Lai Châu 270.000 hình số 32. Hôm nay mọi người nghe em chốt những đơn hôm nay nhiều vào. Thực sự ấy, tại vì người chơi thì người ta thì thôi cầu kỳ lắm, cây thì khỏe lắm. Yêu phi điệp vàng hình số 34 205.000, hình số 34 205.000 phi điệp vàng nhé cả nhà nhá. Nhĩ mã mì mày chơi. Cái này là phi điệp vàng này, bác ấy để ở ngoài trời đem về, mọi người cứ thế cho ra ngoài trời luôn cho em được nhá. Cứ để ngoài trời vạ vật cho em. Phi điệp vàng hình số 35 200.000, hình số 35 200.000 phi điệp vàng nhá. Tuyệt vời, ông mặt trời nhá. Đấy, phi điệp vàng nhá. Hình số 37 có 200.000, hình số 37 phi điệp vàng 200.000. Kẹp phân dê ngon lành cành đào rồi cả nhà nhá. Đấy, bây giờ đó, thời tiết bây giờ đang mưa này cả nhà. Đang mưa này về mà mọi người mà không chú ý cái mùa này nó độ ẩm nó cao rồi, nó bắt đầu thối nhũn là cái chuyện đương nhiên nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng hình số 40 230.000, hình số 40 230.000. Tuyệt vời. Hình số 40 230.000. Tầm tháng nữa không bao giờ những cái giò như này bán đâu. Em khẳng định hôm nay chẳng qua là trên vườn em còn nhiều phi điệp vàng nhưng em không bán bây giờ. Nhưng chẳng qua đây lấy của chú thì bắt đầu em bán luôn, em không treo lên vườn nữa thôi, chứ còn phi điệp vàng bán mùa này không có giá cả nhà, không được giá. Hình số 39 200.000 phi điệp vàng nhé, khỏe như trâu như bò nhé. Em phải khẳng định khỏe như trâu như bò luôn. Đây, có cái giò này thì nó thật sự là, thực sự với mọi người là tôi không quay thật đấy. Nó dài nó là tầm 1,5 mét. Thôi cái giò này để lại không đóng vất lắm. Đóng không đóng được, dài quá. Phi điệp vàng hình số 36 180.000, hình số 36 180.000 phi điệp vàng nhé. Đấy, trồng khỏe hôm nay cơ mà, trời hôm nay mới thích cơ mà. 180.000 phi điệp vàng hình số 38 200.000, hình số 38 200.000. Em không phải nói phép mọi người, ví dụ những cái giò như này em để lại tầm đôi tháng nữa, bắt đầu nó dài cái tầm mét hơn mét, sau bắt đầu lúc đấy nụ nó lên thì bắt đầu bán, thì không bao giờ một cái giò như này nó rơi vào tầm 200.000 đâu cả nhà nhá. 300-400-500.000 nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng Lai Châu hình số 38 200.000, hình số 38 200.000. Tiếp tục nhá, ui dồi nụ luôn. Em khuyên thật cô chú toàn thể gia đình, bác nào mà đây cây thì nó không được đẹp cây đâu nhá, không được đẹp cây, không được xanh cây, nhưng mà nụ ra đều, nó khỏe cây, nụ đều tăm tắp này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đưa về 8 nụ nguyên một cái giò như này, nguyên một cái giò như này 8 nụ và toàn nụ tím nhất cả nhà nhá. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 26 200.000, hình số 26 200.000 cả nhà nhá. Ui sụp giò này, giò này phải nhìn ở dưới lên cơ, nhìn dưới này nó chú nụ xuống đây ấy, nụ đây này, nó ăn mưa ăn nắng khỏe mà ra nụ đều tăm tắp luôn nhá cả nhà, tắt nụ nhá cả nhà nhá. Hình số 27 300.000, hình số 27 300.000 giáng hương tam bảo sắc Lai Châu chi chít nụ, nụ tím ngắt nhá cả nhà nhá, giáng hương tam bảo sắc Lai Châu đấy. Tắt nụ tím này về ngắm hoa thì thôi rồi, cần gì về cây đẹp, hoa đẹp, hoa đều, hoa màu sắc rực rỡ là tuyệt vời cả nhà nhá. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 5 à, hình số 25 250.000 giáng hương tam bảo sắc Lai Châu tất nụ
mọi người đừng bỏ qua một cái giây nào cái video này, em thề luôn mọi người. Và kiểu gì đã xem cái video này mọi người phải mua cho em một giò về sướng cuộc đời luôn. Đấy, dây nó dài quá này. Nhấp nhấp này. Đây. Đấy, dễ đấy. Nụ đây. Nụ nó tím chưa? Đấy. Tất nụ này. À, nụ này, nụ này, nụ này. Đấy, nụ này. Nếu mà nói thật ra với em phải nói thật với mọi người, nếu mà thực sự là tất nụ này. Thực sự mà nếu mà để nó không có nụ ấy thì em không bao giờ em dám mua, tại vì nhìn cây nó xấu để thế. Nhưng mà đến mùa nụ nó thôi nó ra đều thật ấy, cây nó khỏe ra đều. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 23-200 nghìn, hình số 23-200 nghìn. Có giáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 24 cũng 200 nghìn, hình số 24 200 nghìn, giáng hương tam bảo sắc Lai Châu nụ nha. Em chả vén nụ lên nữa đâu, nói chung là nụ thì mọi người không phải nghĩ, nụ tím nụ đẹp, cây thì nó thuộc cây nó hơi xấu phải đấy, người ta vứt vạ vật đấy. Tí nữa còn đến cái món đặc sản Lai Châu cô chú toàn thể gia đình mình bác nào cũng dùng, thì mọi người đừng mua ở đâu, ủng hộ em nhé cả nhà nhá, để em lại có cái dịp đi mua được nhiều những cái giò như thế này để bán cho mọi người nhá. Trầm tím đang ngụ cả nhà nhá, làm giống hình số 43 100 nghìn, hình số 43 100 nghìn trầm tím nhá. Hoa này mai nó ra hoa, nó bằng đầu ngón tay trỏ này, nhưng mà nó hoa thơm cực kỳ luôn cả nhà nhá. Trầm tím hình số trầm rừng ấy, hình số 41 100 nghìn, hình số 41 100 nghìn trầm rừng nhé cả nhà nhá, đang ngụ nhé, cả cái giải này đang ngụ nhá, trầm rừng thôi nhá. Trầm rừng hình số 44 100 nghìn, hình số 44 100 nghìn nhé cả nhà nhá. Hình số 45 cũng 100 nghìn nhé cả nhà nhá, hình số 45 cũng 100 nghìn, đẹp nói chung ạ. Cái này mua về có 100 nghìn, mọi người mua ghép đơn về làm ấy, tầm đôi năm là mọi người có giò to để mọi người chơi rồi. Hình số 42 100 nghìn, hình số 42 100 nghìn hết rồi cả nhà. Tổng nay lấy cái lô này rơi vào tầm 30 giò đấy, 30 giò hết rồi cả nhà nhá. Rất mong là mọi người hiểu em, nghe em, những cái đơn này phải chốt lên một đơn nhá, không có nhiều nhá. Rồi em mời mọi người qua đến hàng đặc sản của nhà em nhá.